Đây hả bạn? Đây thì ngói nè, ngói rìa ngoài nè, mình sẽ chia sẻ cho những bạn nào mới làm nha, cái cách mà để lấy cái cây ốp ngói rìa ngoài cho nó thẳng ha. Mình làm cây này bằng cây vuông 4 nha. Ngói này thì ngói Mikado nè, thì mọi người bắn cây này mới thẳng nha. Đây, ngói cái ốp rìa này thì nó sẽ có một cái lỗ vít chính giữa ha. Đây đây đây, nó chỉ có một lỗ chính giữa thôi nha. Lỗ chính giữa này nó dạy thuộc khuôn á, thì mình bắn cái vuông 4 mình chia giữa nè, chia giữa đều ha. Mình bắn thì nó làn sóng nó mới đều nha. Thì mình phải điểm lên để không thôi là nó sẽ cắn những cái gờ này nè, cắn những cái gờ ngói này nè, là ở ngoài nhìn vô nó sẽ bị lượn sóng nha bạn. Này, ở trên đó mình sẽ bắt một viên nè ha, ở dưới đây mình cũng bắt viên ha. Ở ngoài đây thì cho nó sát vô cái cây vuông 4 nha. Đây, ở ngoài đây cho sát vô cây vuông 4 nè, phía trong đây ha, phía trong đây cho nằm lên hai cái sóng cao của ngói nè. Đó, mình lấy cỡ đầu tiên nha, cỡ đầu tiên đó. Thì về sau đây cây đầu tiên mình ốp chị nó sẽ chính xác ha bạn nha. Thì hàng ngói nó mới được ngay nha. Còn mình bắn theo cái sườn dưới đây không á, thì cái hàng ngói nó sẽ cao lên hạ xuống ha. Đối với những cái ngói loại chung này, ngói loại chung này, tại vì khi mà bạn bắn lên á, có những viên ngói á nó sẽ bị kê đầu ha, nó kê giữa hai cái này nè, nó kê lên đây nè, một viên ngói nó kê lên đây rồi bắt đầu mình trồng lên nữa là nó sẽ cao hơn khoảng 2-3 phân gì đó. Ở ngoài nhìn vô thì nó sẽ không đều ha, không đều. Mình phải bắt buộc phải làm cái cây này nó mới đều nha bạn. Đây, người nhìn thấy nè, đó, lần dưới nó phủ cây ha, cái mí dưới của nó là phủ cái cây sắt. Đây, mí trên nó như đây này. Đó, cái bắt đầu mình lấy đậu nghiêng nó ha, đậu nghiêng nó mình hàng cho nó chết rồi bắt đầu rồi mình sẽ tháo ra. À, mọi người cũng đo thử ở trong đây nha, để mất công nó cắn khi mà mình lợp ngói vô á, nó cắn cái bắn xuống không sát nha bạn. Đây mà, đây mình lấy ngay ha. À, mình lấy cái sắt 12 nè, mình hàng mình chiên vào trong ha, chiên vào trong đừng cho nó ngã vô các bạn. Đây, chấm bon ở ngoài ha, đây bon ở ngoài nè. Đó, mình lấy cái sắt 12 mình chiên trong là nó không có bị sập xuống. Rồi, chim ở dưới chân nó dưới luôn. Đây, nhiều người không biết cái độ cao này như ha, là thì bây giờ mình cứ lấy cái viên ngoài nóc, cái viên ngoài kìa, mình bắn vô cái cây vuông 4 ha. Vuông 4 bắt đầu là mình hàng vô. Mình hàng vô là chắc ăn nhất ha, khỏi sợ lại. Bắn 3 viên ha, một cái viên cuối nè, viên giữa nè, đó viên trên đó, trên đó. Còn cái điểm nào dài hơn như cái máy lớn máy dài đó thì bắt đầu mình sẽ bắn 4 viên ha, để cây nó không bị cong á. Còn ai mà làm chuyên nghiệp rồi biết rồi thì người ta sẽ tính được cái độ cao này ha. Độ cao này thì tầm để chút mình sẽ đo cho các bạn xem ha. Còn vượt vô nữa nè, tùy theo viên ngói, tùy theo cái mỗi loại ốp ghìa nữa, mỗi loại ngói nó sẽ có một loại ốp ghìa riêng ha, ốp ghìa riêng, cho nên là mình làm ngói nào thì mình xài ốp ghìa đó, mình làm theo cái ngói đó thì nó sẽ đỡ lệch hơn các bạn. Ở bên dưới nó là làm dưới sắt nè, con này là đảm bảo là ngói ốp ghìa cực kỳ ngay nha. Ở trên nhìn xuống hết bạn, kéo cho sát vô ha. Thank you.
vô để nó cong nha. Chấm bon trên đây cái đi bên. Coi ngoài á, chấm ngoài trong gì đó. Nè, mày chấm dưới đó cũng được đó. Đó, đó. Ngoài hay trong gì cũng được. Này đi. Không? Rồi. Trên đây luôn đi, nè. Đây ha, bên này thợ nè. Thợ không có ốp cái cây á bạn. Mọi người nhìn nè. Thấy chưa? Sẽ bị lệch nè, thấy không? Đó đó. Là tại vì cái ngói Mikado này nè, mọi người thấy nè. Chỗ sẽ có chỗ nó chim hai sóng ha. Đây đây, cái viên này nè. Đó. Mọi người thấy viên này nè. Không, trên xuống có cái viên cao nhất đó. Nó chim hai sóng đó, thấy không? Chỗ này nè, đây đây, viên này nè. Mọi người thấy chưa? Ngoái viên kia là nè, như viên này là nó chìm xuống nè. Cái viên này là nó gá lên cái đuôi của cái miếng ngói á, chứ nó không có lọt xuống cái tấm ngói dưới kia ha, cho nên chim lên chỗ này sẽ cao lên, nó sẽ cong nghe bạn. Dưới cũng vậy nè, nó cong là cong chim á. Còn cái nếu mà loại này mà mình lấy cái loại đại á ha, loại đại nó dài nó vừa bằng viên ngói thì bắn thì nó im. Đây ha, mình sẽ lấy cái viên ngói trên này nè. Đó, mình sẽ lấy viên ngói trên này làm chuẩn đây gạch nè. Dưới đây lên, ví dụ như mình đo là cái cỡ nó tầm 23 ha. Đây, mình đo từ đây. Mình xác định cái viên ngói đầu này trước đi. Đó, mình sẽ xác định viên ngói đầu này trước, mình lấy cỡ trước. Cỡ trước rồi bắt đầu mình sẽ chia ha. Chút xíu mình sẽ chia ha, chia đều các bạn. Thì mình đo thử từ trên đây phủ bì lọ lồng coi chia ra nó khoảng nhiêu ha. Cái này khoảng này là tầm 23. Đây, mình sẽ lấy cái viên nhói này chứ ha. Đây ha, xong rồi mình bóc đo phủ bì từ trên đó ha, phủ bì trên đó xuống lọ lồng dưới đây là mình đo được là 324.5. Mình chia cho 23 ha, tầm cái khoảng tầm 23 nó ra tầm 14 phẩy mấy, là mình lấy 324.5 mình chia cho 14 ha. Mình chia cho 14 thì nó ra là 23.12 gì đó, là mình lấy 23 ha. 23 mình đo lên, 23 bắt đầu mình bắn lên. Mình bắn tới tầm khoảng tới chính giữa. Chính giữa bắt đầu mình đo, mình lấy lại ha. Đo lấy lại chia lại nó sẽ lệch vài ly thôi. Ví dụ như nó còn 22.9 hay là 23 gì đó ha, nó không lệch nhiều đâu. Rồi, bắt đầu mình bắn ha. Đây. Ốp rất là đều ha. Rồi. Mình sẽ bắn lên ha.
Đây ha, mình lấy thước mình đo từ chỗ này lên nè, 23 ha. 23 bắt đầu mình bắn ha. Này, 23 nè. Đó, mọi người đo đều hết, 23 ha. 23. Mình đo từ đây lên 23. Bắt đầu mình bắn mí này ha, bắn canh dít cho nó nằm giữa nè. Giữa nó rất là đều nha các bạn. Đây. Ngay bon luôn ha. Có cái cây này nó mới ngay được nha các bạn. Đây. Bên này thì nó cao hơn là tầm cỡ 2 phân ha, 2 phân 4. Thì mình phải lấy viên ngói mình thử mới được nha. Nè, ở ngoài sát nè. Tràn qua đây miếng nè. Này bên đây có ốp cái cây sắt nè, thấy không? Ốp cây sắt nó rất là ngay nha. Còn bên đây nè, đó mọi người thấy không? Không có ốp cây sắt ha. Nó lượn nè. Thợ lúc trước làm không có ốp cây sắt á, là lên cho nên sửa lại. Đây, rất là ngay nha. Đấy các bạn. Đây. Mình bắn xong hết rồi ha. Mọi người nhìn cái đường này rất là đều nha. Đây phía chỗ này nè, ở trong này ha, để tránh nước chảy á. Nếu mà cái sóng trên này nè, sóng trên này thì cái sóng trên này thì mọi người khỏi silicon cũng được, nhưng mà nếu mà lỡ mà vô sóng dưới á ha, vô sóng dưới mọi người đi cái đường silicon cặp này cho mình ha. Silicon nè, mưa nó theo hướng này thì nó không có bị dội vô nha các bạn. Cái này còn lên sóng trên này á, sóng trên thì nó sẽ đỡ hơn, nó không có tạt vô được nha các bạn. Bắn silicon chỗ này.